rồi mình đọc bài nuôi dưỡng tinh thần. Không biết có anh chị nào đọc bài nuôi dưỡng tinh thần không ạ? Mình đọc đi. Dạ, xin mời chị. Xong đây, đâu đây hả? Alo, cả nhà nghe đúng không? Mình lát sữa mình đọc bài nuôi dưỡng tinh thần nha. Hôm nay ngày tuyệt vời, xét trên mọi khía cạnh của tôi rất phong phú. Tôi thành công trong mọi việc mình làm. Cuộc sống tôi được chỉ dẫn và bảo vệ tuyệt đối. Tôi hấp dẫn niềm vui và tiền bạc vào cuộc sống của mình. Tôi hạnh phúc biết ơn vì được sống. Tôi tin mọi điều tốt đẹp đang xảy ra. Tôi yêu thương và được yêu thương. Tôi tạo ra sự khác biệt trong thế giới này. Tôi tuyệt vời. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Xét trên mọi khía cạnh cuộc sống của tôi rất phong phú. Tôi thành công trong mọi việc mình làm. Bảo vệ tuyệt đối. Tôi hấp dẫn niềm vui và tiền bạc vào cuộc sống của mình. Tôi hạnh phúc biết ơn vì được sống. Tôi tin mọi điều tốt đẹp đang xảy ra. Tôi yêu thương và được yêu thương. Tôi tạo ra sự khác biệt trong thế giới này. Tôi là một người tuyệt vời. Hoàng Dung của chúng ta là một người. Mình đã xong rồi. Mỹ Thảo ơi, thủ lĩnh Thảo. Dạ em nghe chị. Mình đọc xong rồi. Đây là một ngày là ngày tuyệt vời. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Phòng viên của chúng ta rất tuyệt vời. Tôi được bảo vệ và chỉ dẫn tuyệt đối. Tôi thành công trong mọi việc mình làm. Tôi hấp dẫn niềm vui và tiền bạc. Tôi biết mọi điều tốt đẹp đang xảy ra. Tôi có thể tôi là năm sao tập trung đi của Việt Nam. Tôi là một người tuyệt vời. Suy nghĩ của bạn có khả năng thay đổi cuộc đời bạn. Vì thế, việc lựa chọn những gì bạn nói ra và những suy nghĩ bạn giữ trong tâm trí mình là vô cùng quan trọng. Bí mật của thành công và hạnh phúc nằm ở đây. Để giúp bạn kiến tạo cuộc sống như ý với những ngôn từ và suy nghĩ tích cực nhất, tôi đã thực hiện video này, thay đổi cuộc đời bằng 50 điều bạn nói với bản thân mỗi ngày. Tôi muốn bạn hãy tưởng tượng mình đang đứng dưới một thác nước trong suốt và hãy để cho những lời tôi nói giống như dòng nước mát lành chảy qua bạn. Những ý tưởng tôi chia sẻ sẽ làm màu mỡ hơn mảnh đất tâm hồn bạn và khi bạn nghe đi nghe lại, bạn sẽ ươm trồng khu vườn cuộc đời mình một cách tươi tốt nhất. Ngay lúc này đây, tôi thấy bạn đang sống một cuộc đời đầy ắp yêu thương và thịnh vượng mỗi ngày của bạn. Bạn đang bước chân trên một con đường tuyệt vời của những đổi thay và phát triển. Hãy tận hưởng hành trình này nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Ngày hôm nay là một món quà thiêng liêng của cuộc sống. Mỗi giây phút của ngày hôm nay đều đặc biệt với tôi khi tôi đi theo sự mách bảo của trái tim. Tôi bình ổn trong thế giới của mình. Sẽ không bao giờ
lại ngày hôm nay. Vì thế tôi nhấm nháp từng khoảnh khắc một. Tôi thấy hài lòng và đủ đầy với tất cả những gì tôi làm. Tôi để yêu thương trong trái tim mình lan chảy và tẩy sạch từng tế bào trong cơ thể mình. Tôi đang chữa lành chính tôi. Tôi yêu bản thân tôi và biết rằng chỉ có những điều tốt đẹp đang đợi tôi ở mỗi ngã rẽ cuộc đời. Tôi tin vào trí tuệ bên trong tôi. Tôi thường xuyên lắng nghe tiếng nói bên trong ấy của mình. Trực giác của tôi luôn luôn đúng. Tôi an toàn và bình ổn. Cuộc sống luôn hỗ trợ tôi và mang đến cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Khi tôi nói yes với cuộc đời nói yes với tôi. Và tiền bạc và cuộc sống của mình. Tôi sẵn sàng thay đổi để phát triển. Tôi sẵn sàng từ bỏ những niềm tin và suy nghĩ không giúp ích cho tôi. Chúng chỉ là những suy nghĩ, mà suy nghĩ thì có thể thay đổi. Vì thế tôi chọn thay thế chúng bằng những suy nghĩ khiến tôi cảm thấy thoải mái, yêu thương, lạc quan, sáng suốt, can đảm và hào hứng. Tôi từ bỏ nhu cầu phải đổ lỗi cho một ai đó, ngay cả chính mình. Tôi yêu và chấp nhận bản thân mình. Tôi luôn luôn làm việc với những con người tuyệt vời, hào phóng và tốt bụng. Tôi yêu công việc của mình. Tôi được chào đón bằng yêu thương chân thành bất cứ nơi đâu tôi đến. Tôi biết ơn tình yêu thương trong cuộc đời mình. Tôi tìm thấy nó ở khắp mọi nơi. Tôi sẵn sàng tha thứ cho người khác và cho chính mình. Tha thứ là món quà tôi dành tặng bản thân. Tôi tôn trọng tôi và vì thế tôi luôn gặp được những mối quan hệ tuyệt vời và được đối xử tốt. Tôi cho phép mình được là chính mình một cách không hoàn hảo. Tôi duy trì sự cân bằng giữa công việc, nghỉ ngơi và vui chơi. Tôi trở về với những gì giản dị nhất của cuộc đời, đó là sự thứ tha, can đảm, yêu thương, hài hước và lòng biết ơn. Tôi làm chủ cuộc đời mình và can đảm theo đuổi ước mơ của mình. Khi tôi càng bình ổn bên trong, tôi càng có nhiều an vui để sẻ chia với thế giới bên ngoài. Tôi sẽ chỉ nói nhất. Sự tiêu cực không có chỗ trong cuộc đời tôi. Tôi biết ơn thân thể khỏe mạnh của mình. Tôi yêu cuộc sống. Thu nhập của tôi liên tục tăng lên khi tôi không ngừng học hỏi và cống hiến. Tôi trở nên đáng yêu hơn mỗi ngày. Tôi sống trong yêu thương và niềm vui vô tận. Tôi xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất. Người tôi trở nên tuyệt vời hơn mỗi ngày. Vũ trụ luôn giúp tôi để nhìn ra những gì tốt đẹp trong mọi người và vạn vật quanh tôi. Tôi liên tục khám phá ra những cách mới để cải thiện sức khỏe của mình. Tôi yêu những người trong cuộc sống của tôi như những gì họ vốn có. Tôi không cố gắng thay đổi bất cứ ai. Luôn có đủ sẻ chia và giúp đỡ nhau. Cảm ơn tạo hóa đã cho tôi trải nghiệm cuộc sống. Tôi bày tỏ lòng biết ơn bằng cách chọn là chính mình. Ngày hôm nay tôi chọn mang theo nụ cười tới bất cứ nơi đâu tôi đặt chân tới. Tôi chọn là người đầu tiên mỉm cười trong bất cứ căn phòng nào tôi bước vào. Tôi biết ơn tất cả những trải nghiệm tôi đang có trong cuộc đời này. Tôi sống theo mục đích và sứ mệnh của mình. Tôi biết ơn tạo hóa đã cho tôi một món quà kỳ diệu, đó là cuộc sống. Tôi trân trọng tất cả. Tôi biết ơn tất cả. Mỗi nơi tôi bước chân qua, tôi chọn để lại những hạt giống tốt lành. Nếu không có mưa, không gì có thể mọc được. Vì thế tôi biết ơn cả những cơn bão của cuộc đời mình, bởi chúng là cơ hội để tôi trưởng thành và phát triển hơn. Một nụ cười, một cái vẫy tay, một thái độ thân thiện có thể phá bỏ mọi rào cản để bắt đầu một tình bạn mà không cần ngôn ngữ. Lòng tốt là thứ ngôn ngữ toàn cầu. Mỗi lần kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình, tôi dành ra thêm vài giây để đếm những điều tuyệt vời tôi đang có trong cuộc sống. Tôi chọn mang theo nụ cười và sự tốt bụng tới bất cứ nơi đâu tôi đến ngày hôm nay. Tôi trân trọng và tự hào về bản thân mình, về những gì tôi đã trải qua và về một phiên bản mà tôi đang chiến đấu không mệt mỏi để trở thành. Mỗi ngày tôi đổ đầy chiếc cốc của mình bằng những gì tích cực nhất.
để khi cuộc đời xô vào tôi, chỉ toàn điều đẹp đẽ được sống ra. Khi đứng trước những quyết định, tôi sẽ chọn làm những việc để một ngày nhìn lại có thể tự hào nói rằng đó là cuộc đời tôi đã sống. Tôi luôn biết rằng trên đời này không có rắc rối, chỉ có thách thức và giải pháp. Mỗi ngày tôi sẽ dừng lại vài giây để hỏi những người tôi yêu rằng làm thế nào để tôi có thể yêu họ nhiều hơn, thay vì lo lắng liệu họ có thực sự yêu tôi hay không, bởi tôi chính là nơi yêu thương bắt đầu. Lòng biết ơn là chiếc chìa khóa vạn năng cho mọi điều tôi mong muốn. Khi tôi càng biết ơn những gì mình đang có, cuộc sống lại càng mang lại cho tôi nhiều hơn những điều tuyệt vời. Tôi yêu tôi và tôi yêu cuộc đời. Tôi chọn là phiên bản chân thực của chính mình, dù không hoàn hảo, nhưng nó là duy nhất. Cảm ơn bạn đã cho tôi được trò chuyện với bạn và chia sẻ. Phúc về lòng biết ơn vào buổi sáng ngày hôm nay, để chúng ta có thể gợi nhớ rằng không được xem thường bất cứ điều gì trong cuộc sống, và để luôn luôn biết ơn với ngay cả những thứ nhỏ nhất trong cuộc sống của chúng ta. Bắt đầu ngày mới với suy nghĩ tích cực sẽ khiến những mục tiêu của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Đó có thể là mục tiêu giảm cân, thay đổi thói quen, tập thể dục, những mục tiêu công việc, tập trung vào học hành hay những mối quan hệ. Video này sẽ thúc đẩy bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống mà bạn quyết định sẽ tập trung vào ngày hôm nay. Vì vậy, với những câu nói sau đây, hãy lặp lại lặng thầm hoặc to rõ. Tôi cảm thấy biết ơn khi mở đôi mắt của tôi ngày hôm nay. Tôi cảm thấy biết ơn vì một cơ hội nữa để sống cuộc sống của tôi, cho một khởi đầu mới. Tôi cảm thấy biết ơn khi cảm nhận hơi thở trong phổi của tôi và nhịp đập trong trái tim tôi. Tôi cảm thấy biết ơn vì ngày hôm nay, vì những cơ hội trong vòng 24 tiếng đồng hồ tới. Tôi chào đón cơ hội để làm thứ gì đó thật tuyệt vời ngày hôm nay. Tôi tiếp năng lượng cho những suy nghĩ của tôi. Tôi tập trung vào những mục tiêu của tôi. Tôi nhắc nhở tôi rằng tôi đã đi xa được đến mức nào và tin rằng tôi có thể tiếp tục với chặng đường còn lại. Với bất cứ mục tiêu hay định hướng nào tôi có trong suy nghĩ của tôi nhắc nhở tôi về những thành tích và thành công mà tôi đã đạt được và định hướng sự tập trung của tôi vào ngày hôm nay và hơn thế nữa để tận dụng tối đa 24 tiếng đồng hồ tới. Tôi cảm thấy biết ơn với cơ thể của tôi và hứa sẽ đối xử với nó thật tốt, sẽ ăn thật tốt và nuôi dưỡng nó thật tốt, cung cấp cho nó đủ nước, cho nó vận động thể thao, kéo giãn cơ bắp, chuyển động và thư giãn. Tôi cảm thấy biết ơn vì trí tuệ của tôi. Tôi hứa sẽ sử dụng nó thật tốt, sẽ tập trung vào học hỏi và vận dụng những kiến thức ấy, sẽ suy nghĩ và giữ bản thân mình có trách nhiệm, sẽ khiêm tốn, sẽ ăn nói và suy nghĩ đúng cách về bản thân mình và cả người khác, sẽ chỉ tập trung suy nghĩ của tôi vào những điều tích cực và loại bỏ những suy nghĩ dư thừa, cho vơi đi những điều trong quá khứ, cho vơi đi những nỗi sợ và lo lắng về tương lai, mà thay vào đó tập trung vào những điều tôi có thể làm chủ, suy nghĩ của tôi, hành động của tôi và định hướng của tôi. Tôi cảm thấy biết ơn vì những người trong cuộc sống của tôi, cả những người hay giúp đỡ, những người mà tôi đã học hỏi từ họ. Tôi sử dụng giây phút này để ghi nhớ tất cả những điều nhỏ bé và tuyệt vời đến với cuộc sống của tôi. Có quá nhiều thứ để biết ơn, từ một cánh cửa được giữ mở, một nụ cười từ người lạ, hay món quà thời gian và sự chú ý của người khác. Tôi cảm thấy biết ơn về những thứ tôi dành cho bản thân mình. Thời gian tự suy nghĩ một mình để làm sáng tỏ những suy nghĩ của tôi, để nhắc nhở bản thân phải tiếp tục. Lòng can đảm mà tôi có thể làm những thứ mà tôi cho là đúng thay vì chỉ chạy theo đám đông. Cân bằng giữa việc lắng nghe người khác và lắng nghe bản thân tôi. Cân bằng giữa suy nghĩ tư duy và sự định hướng cảm tính.
cảm thấy biết ơn về những điều đơn giản, vì được thở, được ăn, được ngủ và được cử động. Tôi nhắc nhở bản thân rằng không phải ai cũng có những điều nhắc nhở. Bản thân rằng tôi rất may mắn khi có được những điều này. Ngày hôm nay là tất cả những gì tôi có, và tôi hứa sẽ sử dụng thời gian thật hiệu quả. Tôi cảm thấy biết ơn vì ngày hôm nay, vì 24 tiếng đồng hồ tới. Tôi biết ơn vì tiềm năng mà tôi có. Tôi hứa với bản thân sẽ sử dụng tốt thời gian của tôi, sẽ sử dụng tốt suy nghĩ và hành động của tôi, sẽ rõ ràng về định hướng của bản thân, sẽ linh hoạt và thích ứng, sẽ đáp lại với lòng vị tha, với những điều không lường trước được trong cuộc sống, sẽ bước đến những điều tốt nhất mà tôi có thể, sẽ tiếp tục với mục tiêu của tôi, sẽ trở nên mạnh mẽ và bỏ qua những mê hoặc, sẽ cho đi những điều tích cực. Sẽ trở nên tốt nhất của tôi ngày hôm nay, từ suy nghĩ đến định hướng, từ tầm nhìn đến hành động, với thời gian, năng lượng và nguồn lực mà tôi có. Sẽ trở nên tốt nhất trong trái tim, trí tuệ, cơ thể và tâm hồn, cho chính bản thân tôi và cả những người khác. Sẽ cho đi phần tốt nhất của bản thân tôi vì những tập trung và định hướng của tôi, vì tôi rõ ràng trong tầm nhìn và hành động tiếp theo. Tôi biết ơn vì ngày hôm nay và tôi sẵn sàng cho ngày hôm nay. Rồi, xin chào cả nhà. Lăng. Chủ đề ngày hôm nay là bán hàng và chăm sóc khách hàng. Thì ngày hôm nay em chia sẻ cái phương pháp, các bước cơ bản để mình bán hàng ha, và mình chăm sóc khách hàng. Không biết cả nhà mình có nghe rõ không ạ? Có. Dạ. Rồi, có anh chị nào mình có câu hỏi gì liên quan tới việc bán hàng mà trước khi mà em chia sẻ thì muốn nghe một số anh chị chia sẻ đặt câu hỏi gì ạ? Có ai muốn đặt câu hỏi không ạ? Tôi nhá, tôi xin hỏi lãnh đạo Thảo này, bán hàng thì mình có nghĩa là sắp đấy, nhưng mà người tái sử dụng đấy ở nông thôn ấy thì mình thấy là vẫn thấp lắm. Thế mà mục tiêu là 3 cái hàng thành viên ấy, cũng chưa hoàn thành đấy. Thì là muốn là hôm nay hỏi lãnh đạo chỉ ra cho, vì là mình tôi thì cũng có thủ rồi, nhưng mà ở luôn thì tôi thấy là cái sử dụng nó thấp quá, muốn lãnh đạo mình ra cho. Dạ, cảm ơn chị. Rồi có anh chị nào muốn đặt câu hỏi nữa không ạ? Các anh chị nào muốn đặt câu hỏi thì mình sẽ mở mic rồi mình đặt câu hỏi nha. Cho chị hỏi chút. Nghe mà. Nghe hình như nó hơi rè á chị, không rõ lắm. Chị nói nghe chưa? Alo? Nghe
Dạ nghe. À chị đó là có chị là thị trường ở Đà Nẵng. À, còn chị muốn hỏi em là bây giờ chị đi chăm sóc khách hàng là khách hàng người ta nói về là dịch bệnh này không có tiền để mua thì mình xử lý như thế nào? Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Còn một câu nữa không? Dạ, à, em hỏi là đối với những nhà phân phối mới, thường mà khi bán hàng thì họ cho rất là nhiều thông tin. Vậy thì chị cho em một lời khuyên là làm sao để cho cái thông tin cho khách hàng ấy. Và khi mà mình bán được hàng rồi thì em vẫn chăm sóc theo chu trình. Tuy nhiên là theo đúng chu trình thì họ như bị làm tuyến dưới thôi. Người mới họ cảm giác như bị làm phiền ạ. Thế thì tuyến dưới của em đi chia sẻ thì phản ánh lại là nhiều khi gọi theo đúng chu trình thì họ như kiểu sợ làm phiền, xong dần dần họ không muốn nghe nữa. Thì chị cho em một khuyên thì xử lý như nào đối với tình thế ạ? Vâng, em xin cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn cả nhà. Em xin chào chị Thảo ạ. Dạ, vâng, em xin chào chị Thảo. Em với dạy chào tất cả các anh chị trong phòng họp Zoom này. Em giới thiệu là em tên là Thủy, em ở thị trường ngoài Hà Nội ạ. Dạ vâng. Sữa là được non rưỡi. Thì hôm qua em chăm sóc, em hỏi thăm nãy thì bạn ấy bảo là em đang bị viêm ruột, viêm manh tràng. Em chỉ chưa biết cái hôm nay bạn ấy đi ra bệnh viện Bạch Mai, bạn ấy soi xét cái dạ dày bạn ấy, cái viêm ruột của bạn ấy. Thì em đang hỏi là cái trường hợp này thì mình sẽ tư vấn làm sao ạ? Thì hôm qua em tư đấy thì em cũng nói vậy thì bạn bảo vâng, để em kiểm tra xong rồi em mới uống. Bây giờ em có trường hợp như thế thì em làm thế nào để chia sẻ tiếp được cho bạn có niềm tin và tưởng vào cái sản phẩm của mình và bạn duy trì được tiếp là chị. Alo, dạ, chị nghe thấy không ạ? Dạ vâng, thì chị có thể giúp em chia sẻ cũng giống như cái bạn vừa rồi bạn ấy hỏi đấy ạ. Thì bạn cũng em cũng có cái câu hỏi cũng giống như của bạn. Thứ nhất là mình làm thế nào để mình chia sẻ được một khách hàng hiểu về cái sản phẩm của mình và người ta có thể hiểu về sản phẩm thứ nhất này, hay là khách hàng một cách nhanh nhất này, và thứ hai là khi em chăm sóc khách hàng như theo quy trình của bạn như để có người phạm trường hợp nên là em cũng thưa dần đi, em thưa dần đi, em chỉ cho tuần hơn tuần em mới đang chăm sóc bạn. Vâng đấy, thì cũng mong chị giải đáp những cái tình huống thắc mắc đấy giúp chúng em, và làm thế nào để chúng em được tiếp cận những nhà phân phối mới để họ có cái niềm tin và cũng hay là cũng thu hút họ để tham gia cùng với lại cả hệ thống mình một cách nhiệt tình và có tâm huyết ấy. Em xin cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn chị. Thì câu hỏi ngày hôm nay đa số hỏi về cách chăm sóc khách hàng. Rồi, nhà mình nghe rõ rồi. Em đang chỉnh là nó âm thanh nó tốt hơn. Alo. Rồi, ok. Rồi, ngày hôm nay em chia sẻ trước cái câu hỏi là mình sẽ chia sẻ thông tin gì ha?
Rồi, chào cả nhà. À, ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ trước. Để khách hàng họ họ đồng ý lấy sản phẩm của mình. Thì tí nữa em sẽ chia sẻ cái làm thế nào để khách hàng tái dùng và làm thế nào để khách hàng họ cho mình chăm sóc. Rồi em chia sẻ trước cái câu là chia sẻ thông tin gì trước. Rồi chia sẻ thông tin có nghĩa là mình bán hàng trước. Về cách mà mình bán hàng thì em đọc các bước cả nhà mình ghi chú lại ha. Bước đầu tiên là mình sẽ lập ra cái danh sách khách hàng tiềm năng của mình. Cả nhà mình ghi chú lại ha. Bước 1 là mình lập ra cái danh sách khách hàng thành viên của mình. Cái nhu cầu của người khách hàng đó là gì? Bước thứ 2 là nhu cầu khách hàng là gì? Bước 1 là mình lập cái danh sách khách hàng tiềm năng của mình là ai? Có nghĩa là thị trường, mục tiêu của mình là ai đó. Cái thứ hai, bước 2 là nhu cầu của họ là gì? Họ cần gì? Khách hàng cần gì? Nhu cầu của họ là gì? Họ cần gì? Rồi, bước 3 là rồi, mình biết được nhu cầu của khách hàng rồi. Thì lúc đó mình vào bước 3 đó chính là mình thu thập tài liệu liên quan đến nhu cầu của khách hàng. Thu thập. Bước 3, thu thập tài liệu liên quan đến nhu cầu khách hàng. Ví dụ khách hàng nói khách hàng có nhu cầu là sử dụng sản phẩm, nhưng mà cái sản phẩm đó là phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản phẩm phải có uy tín trên thị trường, hoặc là khách hàng họ cần đó là họ sử dụng một cái sản phẩm nào đó mà an toàn cho sức khỏe của họ, hoặc là cái sản phẩm bảo vệ cho sức khỏe của họ. Thì mình tìm hiểu xem khách hàng đang có những thắc mắc gì, đang cần một cái sản phẩm như thế nào, là bước 2 á. Mình phải tìm được là khách hàng đang cần một cái sản phẩm như thế nào. Sau khi mình biết được nhu cầu rồi thì mình cứ thu thập tài liệu thôi, những thông tin liên quan. Thì một chị có hỏi là những thông tin mình cần chia sẻ đó là thông tin gì? Thông tin thứ nhất mình cần chia sẻ đó chính là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Nguồn gốc. Thì thông thường bất kỳ ai mà họ muốn sử dụng sản phẩm của mình, họ đưa ra quyết định để sử dụng sản phẩm của mình, thì họ đều thắc mắc là không biết là sản phẩm này, đến từ nước nào. Có phải là khi mà mình mua sản phẩm đi, ở góc độ mình là người khách hàng này, chính chúng ta là người khách hàng, thì chúng ta mua sản phẩm thì có phải là chúng ta chọn đầu tiên đó chính là cái sản phẩm này, cái nguồn gốc xuất xứ của họ là mình đưa ra quyết định. Sản phẩm liên dùng thì mình nghĩ là mình chọn cái sản phẩm từ nước nào, hoặc là những sản phẩm liên quan tới điện tử thì mình sẽ chọn sản phẩm từ nước nào. Rồi sản phẩm liên quan đến mỹ phẩm đi, chọn từ nước nào. Hoặc là những sản phẩm liên quan đến đồng hồ đi, đồng hồ. Thì đồng hồ thì mình sẽ chọn cái sản phẩm để mình quyết định, mình lựa chọn sản phẩm đó để mình mua về mình dùng. Mình mua về mình sử dụng. Thì Alpha Limit cũng vậy. Thì mình chia sẻ Alpha Limit là đến từ một trong những quốc gia mà thiên đường về bò sữa. Nghe nhầm ghi chú ha. Alpha Limit là đến từ một trong những quốc gia đến từ thiên đường của bò sữa. Thì mình sẽ chia sẻ cho khách hàng những thông tin liên quan đến nguồn gốc xuất xứ nè, video về nhà máy sản xuất nè. Các anh chị chưa có video về nhà máy sản xuất, anh chị lên kênh YouTube New May Việt Nam thì trong đó có
Mi May Việt Nam trong cái một công ty thì có cái video giới thiệu về nhà máy sản xuất, giới thiệu về New Zealand. Rồi. Thông tin về nguồn gốc xuất xứ nè, thông tin về công ty là thông tin đầu tiên mình cần phải chia sẻ với khách hàng. Rồi, thông tin thứ hai mình cần chia sẻ cho khách hàng đó chính là công dụng của sản phẩm, thành phần của sản phẩm mang đến cái công dụng gì. Thứ hai là thành phần của sản phẩm mang đến công dụng gì. Rồi, cái thứ ba là kết quả, cái này là quan trọng nhất, kết quả sản phẩm. Thông thường thì khi mà em đi tư vấn khách hàng á, em đi bán hàng thì em nói về kết quả sản phẩm nhiều hơn là em chia sẻ về những thông tin khác. Ví dụ như là khi mà em bán hàng thì khách hàng họ luôn luôn họ cần biết là sản phẩm này có công dụng với ai rồi, bao nhiêu người đã sử dụng, có kết quả rồi và kết quả đó như thế nào. Em ví dụ nha, ví dụ như một người họ có vấn đề sức khỏe đi, họ đi khám bệnh, họ đi bệnh viện này bệnh viện kia, họ đi đủ thầy rồi nhưng mà không có kết quả. Sau đó hàng xóm tới nói chuyện, nói là à, tôi biết một ông thầy lang này nè, rất là giỏi, và gia đình tôi cũng có người đi gặp ông thầy lang này rồi, và ông thầy lang này đã chữa cho thành viên trong gia đình tôi được khỏe rồi. Vậy theo cả nhà mình, một người mà họ đã đi khắp nơi để họ chữa bệnh nhưng mà họ không phục hồi, nhưng mà khi nghe một ai đó nói là có một người đã chữa trị và có kết quả thực tế rồi, thì theo cả nhà mình, người đó họ có đi gặp ông thầy lang đó không? Chắc chắn là có. Vậy thì đi gặp ông thầy lang nó dựa vào đâu? Có phải là dựa vào kết quả không? Dựa vào kết quả mà cái người thầy lang này chữa trị cho người khác. Thì Alpha Limit cũng vậy. Khi mà nghe thông tin sản phẩm Alpha Limit thì người điều mà khách hàng cần không phải là quảng cáo, mà điều khách hàng cần đó chính là kết quả thực tế. Thì các anh chị mình lên trên YouTube, có thể là vào kênh phục vụ cộng đồng, kênh Thiện Thảo có hàng trăm cái kết quả sản phẩm. Cả nhà mình có thể lên trên đó mà mình lướt ra mình xem. Không phải một mà rất là nhiều nhiều những kết quả sản phẩm rồi. Vậy thì ngoài những kết quả ở trên Internet mình có thể tìm hiểu, cái thứ hai, làm thế nào mà mình có được cái kết quả mà mình chia sẻ cho khách hàng một cách tự tin nhất, mình nói cho khách hàng nghe những kết quả một cách tự tin nhất. Thì cái cách đó chính là mình phải đi thu thập 30 kết quả thật. Cả nhà mình ghi chú lại cái này rất là quan trọng nha. Mình phải đi thu thập 30 kết quả thật, có nghĩa là gì? Bản thân mình khi mình mới bắt đầu khởi nghiệp thì mình sẽ đi đến gặp khách hàng của tuyến trên, khách hàng của tuyến dưới, khách hàng của tuyến bạn, những người khách hàng của niềm may đã sử dụng sản phẩm hiệu quả rồi. Thì mình gặp trực tiếp 30 người để mình hỏi về kết quả sản phẩm. Thì cái đó là cái mà giúp cho mình có niềm tin rất là mạnh mẽ bên trong, và giúp cho mình có được cái lời chia sẻ của mình á, nó rất là động lực luôn. Tại vì khi mà mình nghe kết quả từ một ai đó kể lại thì cái niềm tin mình không lớn. Nhưng nếu như mà mình đi gặp trực tiếp 30 người đã sử dụng sản phẩm hiệu quả rồi, họ kể cho mình nghe cái kết quả của họ, thì lúc đó cái niềm tin bên trong mình nó mạnh hơn, thì mình đi chia sẻ cho khách hàng nó đầy năng lượng hơn. Vậy thì mình sẽ đi thu thập kết quả ở đâu? Thứ nhất, mình sẽ đi thu thập kết quả từ khách hàng của tuyến trên. Mình có thể nói tuyến trên á, cho mình đi gặp những người khách hàng mà đã sử dụng sản phẩm hiệu quả rồi. Thì là cái thứ nhất, khách hàng của tuyến trên.
Rồi, cái thứ hai là mình đi thu thập kết quả ở đâu? Là mình đến cái điểm OBB gia đình. OBB gia đình nè. Rồi, cái điểm OBB nhóm. Rồi, cái điểm đào tạo. Đào tạo là nơi có rất là nhiều khách hàng đến đó. Thì mình sẽ đến mình học, hoặc là mình đến mình tham dự sự kiện, mình tham dự những cái chương trình giới thiệu sản phẩm đó. Thì mình sẽ hỏi mình đó, họ đã sử dụng sản phẩm hiệu quả như thế nào. Họ sẽ kể cho mình nghe những cái câu chuyện của họ. Và mình chỉ cần xin một phút thôi. Mình cái kỹ năng hỏi là mình chỉ cần hỏi một phút thôi, ngắn gọn, để người ta sẽ chia sẻ cho mình và mình có thể thu thập được nhiều kết quả khác. Thì thông thường khi mà em mới bắt đầu khởi nghiệp, không phải là tự nhiên mình tin cái sản phẩm đâu, mà là em đi hỏi những người mua sản phẩm á. Ví dụ lúc trước là rất là may mắn là em cũng xuyên đi lên công ty, nên giai đoạn đầu là giai đoạn em lên công ty. Sau đó em thấy những người nào mà order hàng á, những người nào đặt hàng, mua hàng, là em chạy tới em hỏi. Em hỏi cô ơi, cô sử dụng sản phẩm như thế nào, cô có thể cho con biết được cái kết quả mà mình đã sử dụng. Câu chuyện mà họ đã sử dụng sản phẩm như thế nào. Thì đó là cái cách để tạo niềm tin cho chính bản thân mình, cái cách mà mình thu thập kết quả sản phẩm. Rồi, vậy thì mình sẽ chia sẻ 3 bước cho khách hàng. Bước thứ nhất là chia sẻ về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Bước thứ hai, chia sẻ về công dụng cũng như là thành phần. Bước thứ ba là mình chia sẻ về kết quả sản phẩm. Chia sẻ, mình cứ kể chuyện về kết quả thôi. Thì đó là những thông tin mà mình chia sẻ cho khách hàng. Và không phải là mình chia sẻ cho ai thì người ta cũng chấp nhận đâu, mà là mình chia sẻ cho nhiều người, và có người đồng ý, có người không đồng ý, thì mình sẽ chăm sóc những người đồng ý sử dụng sản phẩm. Rồi, vậy thì khi mà bán được hàng rồi thì cái cách mà mình chăm sóc khách hàng như thế nào? Để em cứ đi cho thông tin thôi, để em cứ cho những cái thông tin mà theo nhu cầu của khách hàng á. Khách hàng có thắc mắc gì thì mình lấy những thông tin đó mình đi chia sẻ cho khách hàng. Gọi là mình là người đi cho thông tin, đi bán hàng có nghĩa là mình đi cho thông tin về sản phẩm, những thông tin liên quan đến sản phẩm, rồi những kết quả sản phẩm là mình cứ đi chia sẻ thôi. Và chốt lại cái phần bán hàng là gì? Mình đi kể chuyện thôi. Việc đi bán hàng đó là đi kể chuyện về kết quả sản phẩm. Việc bán hàng có nghĩa là việc đi kể chuyện về kết quả sản phẩm. Và mình kể cho một người A, nếu mình muốn bán được sản phẩm mà 100% đa số ai cũng mua, thì một người mình chia sẻ khoảng ít nhất khoảng 20 lần. Một người chia sẻ ít nhất khoảng 20 lần. Thông thường có thể có người là một lần họ mua rồi, có thể là 3 lần mình tới mình cho thông tin thì họ mới mua, có thể là 10 lần mình tới mình chia sẻ cho thông tin khoảng 10 lần rồi họ mới đưa ra quyết định mua. Rồi có những người chia sẻ khoảng 20 lần, đôi khi có những người mình chia sẻ khoảng 1 năm họ mới đưa ra quyết định sử dụng sản phẩm. Nhưng ý em muốn nói ở đây là gì? Mình có sự kiên trì để đi cho thông tin. Cho em hỏi cái nhà mình nè. Hiện nay cái bột giặt mà mình nhớ cái thương hiệu đó mà mình sử dụng mỗi ngày là thương hiệu gì? Cả nhà có thể nhắn tin không ạ? Cái hãng bột giặt mà mình đang sử dụng và gọi là mình đang nhớ đến thương hiệu của họ là nhãn hiệu nào? Omo đúng không ạ? Em thấy rất là nhiều anh chị nhắn là Omo. Vậy thì theo cả nhà nè, để mà cả nhà nhớ đến thương hiệu Omo á, thì cái ông quảng cáo á, thì nhãn hiệu Omo á, họ quảng cáo bao nhiêu lần để cả nhà mình nhớ thương hiệu của họ? Họ quảng cáo bao nhiêu lần để mình nhớ thương hiệu Omo? Mỗi ngày họ quảng cáo bao nhiêu, trên bao nhiêu bộ phim?
mỗi ngày họ quảng cáo trên bao nhiêu chương trình game show. Cả nhà mình nhớ cái khoảnh khắc mà mình biết đến sản phẩm Omo có phải là nhờ vào quảng cáo không? Vậy thì mình nghe thông tin Omo bao nhiêu lần rồi mình mới đưa ra quyết định chọn cái sản phẩm Omo? Bao nhiêu lần cả nhà nhắn tin đi? Rất nhiều lần. Ở đây các anh chị nói rất nhiều lần. Mình nghe thông tin sản phẩm Omo rất 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 nhiều lần rồi mình mới đưa ra quyết định là mình sử dụng sản phẩm Omo mỗi ngày. Có phải là trên TV mình hay thường thấy chương trình chiếu phim nè, chương trình game show nè, là bắt đầu mình thấy là quảng cáo Omo. Và thậm chí là khi mà mình đưa ra quyết định mình mua sản phẩm Omo rồi, nhưng mà họ vẫn tiếp tục họ quảng cáo nữa, quảng cáo nữa, quảng cáo nữa, quảng cáo nữa. Vậy thì Alphalipid cũng vậy luôn. Thay vì mình công ty sử dụng tiền để chi cho tiền quảng cáo trên đài truyền hình, thì công ty chi tiền đó, tiền quảng cáo đó cho chính nhà phân phối. Và nhà phân phối là người đi giới thiệu sản phẩm để giúp cho khách hàng nhớ đến thương hiệu của mình. Vậy thì tương tự như những nhãn hiệu nổi tiếng là họ chia sẻ rất nhiều lần, họ gợi nhớ rất nhiều lần thì khách hàng mới nhớ đến thương hiệu. Vậy Alphalipid mình cũng phải chia sẻ rất là nhiều lần, gợi nhớ rất nhiều lần thì khách hàng mới nhớ đến thương hiệu của mình. Sau đó khi mà khách hàng cảm thấy là cái sản phẩm này thông dụng lâu dài, rồi mình nói hoài, nói mỗi ngày, rồi mình chia sẻ mỗi tuần hoặc mỗi tháng, mình cứ nói khách hàng, mình cứ nhắn tin cho khách hàng, hoặc là mình cứ gợi mở thông tin cho khách hàng liên tục, thì chắc chắn là khách hàng sẽ đưa ra quyết định chọn. Có phải là hiện nay trên thị trường có một sản phẩm bột giặt là Omo không ạ? Hay là nhiều sản phẩm khác ạ? Nhiều nhãn hiệu đúng không ạ? Rất nhiều những nhãn hiệu. Vậy thì tại sao người ta lại chọn Omo mà không chọn sản phẩm khác? Là vì thứ nhất là sản phẩm Omo nó quảng cáo quá nhiều. Thứ hai là cái công dụng của cái sản phẩm Omo nó mang lại cái lợi ích cho khách hàng. Vậy thì Alphalipid cũng vậy. Mình cứ nói mỗi ngày, nói mỗi ngày, nói mỗi tuần, cứ gợi mở cho khách hàng nhớ thông tin. Vậy thì cả nhà mình có thấy là nếu may mình nhận tiền hoa hồng rất là cao mà chỉ cần mình lên giám đốc, mình bán được 30 lon thôi, mình cũng có được thu nhập 8 triệu một tháng rồi. Vậy thì cái mức thu nhập 8 triệu này là mức thu nhập mình gợi nhớ cho khách hàng, giúp cho khách hàng biết tới sản phẩm, giúp cho khách hàng nhớ đến thương hiệu của sản phẩm của mình. Và khi mình chia sẻ liên tục, mình cứ nói liên tục thì khách hàng nhớ đến thương hiệu. Và tương lai khi mà sản phẩm của mình được nhiều khách hàng nhớ đến rồi thì lúc đó mình bán hàng dễ như bán rau luôn nha nhà mình. Nên đó chính là lý do mà em nói là mình chia sẻ ít nhất 20 lần. Ít nhất nha, ít nhất một người khách hàng mình cho người ta 20 lần mình chia sẻ thông tin. Hôm nay mình đến mình giới thiệu một thông tin, hôm sau mình giới thiệu một thông tin khác, hôm sau mình giới thiệu một thông tin khác nữa liên quan đến sản phẩm Alphalipid. Rồi, thì đó là cái phần mình bán hàng. Rồi, cái thứ hai đó chính là làm thế nào để khách hàng cho mình được chăm sóc. Câu hỏi thứ hai các anh chị hỏi ha, làm thế nào để khách hàng chịu cho mình đi chăm sóc? Tại vì có những người họ không có thích mình chăm sóc đâu, họ không muốn mình chăm sóc. Vậy thì làm thế nào để khách hàng chấp nhận hoặc là khách hàng chịu được mình chăm sóc? Rồi, cái số 1, các anh chị ghi các bước đây nha. Bước thứ nhất là mình phải thông báo cho khách hàng trước. Thông báo lúc mà giao hàng, lúc mà bán hàng á, giao lon sản phẩm đầu tiên là báo cho khách hàng biết đó là mình sẽ đi chăm sóc. Nhưng mà báo như thế nào để họ chịu, họ thích và họ mong muốn được chăm sóc. Rồi, cái thứ nhất, cái thông tin thứ nhất mình cần báo cho họ để họ chấp nhận mình đi chăm sóc là gì? Đó là mình chia sẻ là để mà anh chị sử dụng sản phẩm có hiệu quả thì cả nhà ghi cái từ hiệu quả, gạch chân cái từ hiệu quả nha. Để anh chị sử dụng sản phẩm có hiệu quả
để anh chị sử dụng xong có kết quả, để anh chị khỏe mạnh, để anh chị phục hồi sức khỏe, để anh chị trẻ, khỏe, đẹp. Thì mình cần phải được chăm sóc. Đi dối vậy. Đầu tiên mình nói cái quyền lợi của khách hàng trước là muốn đi chăm sóc khách hàng thì nói qua đâu quyền lợi của họ. Rồi quyền lợi của họ ha. Em nhắc lại nha. Để anh chị sử dụng sản phẩm có hiệu quả, để anh chị sử dụng sản phẩm có kết quả, để anh chị sử dụng sản phẩm mà mình phục hồi được sức khỏe, để mình sử dụng sản phẩm mà mình trẻ, mình khỏe, mình đẹp, thì mình cần được chăm sóc. Tại vì sao mà công ty của chúng em, mình nói với khách hàng nha, mình nói thế này là tại sao mà công ty của chúng em là không có quảng cáo sản phẩm, xong rồi mình thả sản phẩm ở ngoài cửa hàng, trưng bày sản phẩm ngoài cửa hàng rồi mình tự tới mình mua, mà công ty bán hàng theo kiểu trực tiếp, là vì sản phẩm này anh chị sử dụng muốn có kết quả cao thì mình phải được chăm sóc, để mình uống đúng, uống đủ, uống đều để mang lại kết quả tốt nhất cho mình. Mình phải được chăm sóc để mình uống đúng, uống đủ, uống đều để mang lại kết quả tốt nhất cho mình. Nên khi mà mình sử dụng sản phẩm thì mình phải được chăm sóc. Đó chính là lý do tại sao mà công ty bán hàng trực tiếp. Rồi thì mình sẽ nói trước cho khách hàng biết là lý do tại sao mình chăm sóc ha, và giá trị được chăm sóc thì đâu đó họ mới chấp nhận cho mình chăm sóc. Rồi và đôi khi họ nói cô bận lắm, cô bận lắm, không có thời gian để con nói chuyện, con chăm sóc này nọ đâu con ơi. Xong cái mình chia sẻ là khi mà cô quyết định mua sản phẩm, khi mà cô quyết định bỏ tiền ra để mình bảo vệ sức khỏe cho mình rồi, vậy thì có phải là mình đang dành thời gian cho sức khỏe không? Đang dành thời gian cho sắc đẹp không? Đang dành thời gian cho mình trẻ hơn không? Vậy thì mình chỉ cần 1 phút, 2 phút hoặc 3 phút để được nhận thêm thông tin, để mình trẻ hơn, mình khỏe hơn, mình đẹp hơn. Chỉ cần mình dành khoảng vài phút thôi. Và khi mà em chăm sóc không phải là ngày nào em cũng gọi em chăm sóc, mà là anh chị em sẽ chia sẻ anh chị một tháng khoảng một vài lần thôi. Có thể mình đọc tin nhắn, có thể là mình nghe điện thoại, hoặc có thể là em đến em chăm sóc, em giúp cho mình uống đúng, uống đủ, uống đều để mình khỏe. Thì đó là cái cách mà em thường đi nói để cho khách hàng chấp nhận mình chăm sóc. Rồi đầu tiên là mình sẽ nói lý do mình chăm sóc nha, mình nói là giá trị mà khách hàng nhận được khi mà họ được chăm sóc. Rồi thì bước thứ hai của cái việc mà mình giúp cho khách hàng chấp nhận mình chăm sóc đó chính là mình hẹn thời gian, hẹn thời giờ luôn. Thì trong 24 tiếng đồng hồ, ai cũng có 24 tiếng đồng hồ á. Cả nhà mình ghi chú lại nha, em đọc cả nhà mình ghi chú lại nè. Trong một ngày ai cũng có 24 tiếng đồng hồ. Và em tin chắc rằng chị sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó mình dành thời gian cho sức khỏe của mình, có một cái khoảnh khắc nào đó mình dành thời gian cho sắc đẹp của mình, có một cái khoảnh khắc nào đó mình dành thời gian để mình trẻ hơn. Em tin chắc điều đó luôn. Vậy thì trong một ngày, giờ nào là mình dành thời gian cho sức khỏe, giờ nào là mình dành thời gian cho sắc đẹp? Vậy thì cho em xin khoảng 3 phút, 5 phút thôi. Em sẽ chăm sóc, có nghĩa là em cho anh chị thông tin để mình có thêm những thông tin bảo vệ sức khỏe cho mình. Cả nhà mình ghi chú lại ha. Em đọc cả nhà mình ghi chú lại. Nếu mà mình nghe không kịp thì các anh chị có thể nhắn tin lên để em biết nha. Rồi, em nhắc lại nha. Trong 24 tiếng đồng hồ, khoảng thời gian nào là khoảng thời gian mà mình dành thời gian cho sức khỏe, dành thời gian cho sắc đẹp, dành thời gian cho mình trẻ hơn? Vậy thì cho em xin khoảng 3 phút, 5 phút thôi.
em sẽ gọi điện hoặc là em sẽ đến nhà để em chia sẻ thêm thông tin, để mình có những thông tin để mình bảo vệ sức khỏe cho mình, bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình, cũng như là cái thông tin, cái cách để mình trẻ hơn, để mình đẹp hơn. Cả nhà mình thấy em trước đây với bây giờ rất là khác nha. Vậy thì khi mà mình chia sẻ cho khách hàng đó, thì đôi thì có thể có những lúc mình sẽ cần những cái hình ảnh, mình sẽ cho khách hàng xem những cái hình ảnh của mình, kết quả sản phẩm của mình. Cả nhà mình xem này. Rồi, đây là cái hình ảnh của em. Rồi, cả nhà mình nhìn thấy cái hình ảnh trước đây và hình ảnh bây giờ như thế nào. Cả nhà nhắn tin giùm em đi. Cả nhà thấy cái hình ảnh của em trước đây với hình ảnh bây giờ như thế nào. Vậy thì mình sẽ cho khách hàng xem cái hình ảnh của mình trước đây và hình ảnh của mình bây giờ, hoặc là những cái hình ảnh của những người khách hàng trước đây và bây giờ, những anh chị mà mình trẻ hơn, khỏe hơn, đẹp hơn á, lấy những hình ảnh mà trẻ khỏe đẹp á, mình sẽ đưa cho khách hàng xem. Nói này chị, ai ai em biết là ai ai cũng muốn trẻ, ai ai cũng muốn khỏe hơn, ai ai cũng muốn đẹp hơn. Vậy thì cái cách mà những người khách hàng của Niềm May trẻ hơn, khỏe hơn, đẹp hơn là nhờ họ biết cách để họ khỏe, họ biết cách để họ trẻ, họ biết cách để họ đẹp. Vậy thì em tin chắc rằng một ngày 24 tiếng đồng hồ thì mình sẽ có thời gian cho sức khỏe của mình, mình sẽ có thời gian cho mình trẻ hơn, mình có thời gian để cho mình biết cách để mình đẹp hơn. Vậy thì thời gian nào? Buổi sáng hay buổi chiều? 3 giờ hay 5 giờ? Giờ nào chị rảnh, giờ nào cô rảnh? Thì con sẽ đến, hoặc là em sẽ đến, em chia sẻ thêm thông tin để cho mình sử dụng sản phẩm đúng, đủ, đều, hoặc là những cái thông tin để cho mình trẻ khỏe đẹp. Rồi, tiếp theo là khi mà mình xét thời gian rồi, mình hẹn thời gian của khách hàng rồi, thì mình phải ghi vào sổ, ghi vào cái sổ chăm sóc khách hàng của mình á, là khi nào mình sẽ chăm, giờ nào mình sẽ chăm, để mình nhớ là đúng giờ đó mình phải gọi điện, hoặc đúng giờ đó mình sẽ đến mình chăm khách hàng nha. Tại vì khi mình đã hẹn người ta rồi thì mình sẽ xét đúng giờ để mình chăm. Thì đó là cái cách mà em giúp cho khách hàng chịu, cũng như là khách hàng thích mình được, thích được mình chăm sóc. Đôi khi á, mình đến cái mình mua một cái ít trái cây, hoặc là mình mua một cái món quà nào đó nho nhỏ, mình tới mình thăm nhà khách hàng, mình tới mình thăm khách hàng, cái mình mua một món quà đó. Hoặc là có những anh chị rất là vui ha, mình đến nhà khách hàng, cái mình phụ khách hàng làm công việc nhà luôn. Ví dụ anh chị, ví dụ như là phụ khách hàng, thấy khách hàng rửa chén cái mình phụ rửa chén, cái mình vừa rửa chén mình vừa tâm sự với khách hàng luôn. Hoặc là thấy khách hàng họ bán quán á, họ buôn bán quán á, cái mình tới đó mình vừa nói chuyện khách hàng, cái mình vừa dọn dẹp mấy cái bàn bàn ăn á, rồi hoặc là buôn bán cà phê, hoặc là bán đồ gì đó, cái tới phụ cho người ta, rồi mình làm thân, mình làm quen. Có phải là khi mình bán hàng là mình cần 30 khách hàng thành viên không ạ? 30 khách hàng thành viên, điều đó có nghĩa là 30 người thân, người quen đối với mình, 30 người giống như người thân trong gia đình. Vậy thì bước đầu tiên là mình bán hàng rồi, nhưng bước thứ hai là mình giúp cho khách hàng xem mình giống như người thân trong nhà. Có phải là hiện nay có rất là nhiều anh chị, khi mình bán hàng cho khách hàng xong, mình chăm sóc khách hàng xong, sau đó cái họ không gặp mình là họ nhớ không? Đôi khi á, chú anh đi chăm sóc khách hàng thì lâu lâu cái mình quên đi, mình quên, mình không có tới mình chăm, cái lâu thì lâu khoảng tháng mình tới, cái khách hàng nói trời ơi sao mà lâu quá con không tới, con bình thường con tới con nói chuyện, sao mà bữa nay lâu quá rồi con, một tháng trời rồi con mới dành thời gian con tới. Vậy thì khi mình đi chăm sóc khách hàng thì mình sẽ giúp cho khách hàng ấn tượng về mình, khách hàng nhớ tới mình luôn, và khách hàng dùng
hay không dùng cũng đến chăm nha cả nhà mình. Làm sao để khách hàng nhớ đến mình là cách mà chúng ta tạo ra doanh số đó. Cách mà tạo ra doanh số, cách mà bán được hàng nhiều nhất đó chính là giúp cho khách hàng nhớ đến mình. Có phải là sản phẩm OMO được hàng triệu người nhớ đến thương hiệu này không? Hàng triệu người nhớ nên họ mới dùng, họ mới sử dụng sản phẩm OMO. Vậy thì Alpha Limit cũng tương tự luôn. Không chỉ là mình cho khách hàng nhớ đến thương hiệu Alpha Limit mà khách hàng lại nhớ ấn tượng với mình luôn, thì đó là cái cách mà mình giữ chân khách hàng đó. Còn mình bán hàng mà mình không chăm sóc khách hàng thì sau một thời gian cái khách hàng mua từ người bán khác à ha. Rồi thì đó là cái kinh nghiệm của em chia sẻ thì cái nhà mình cảm nhận là cái cách mà mình tiếp cận khách hàng một cách để khách hàng nhớ đến mình và họ sẽ sử dụng sản phẩm lâu dài. Rồi câu hỏi tiếp theo là cách làm thế nào để khách hàng tái dùng. Khi mình chăm sóc khách hàng thì làm thế nào để khách hàng tái tiêu dùng? Vậy thì cái cách mà em giúp khách hàng tái tiêu dùng là mình sẽ chăm sóc theo phương pháp 1, 4, 7, 14, 21, 28. 1, 4, 7, 14, 21, 28 là có nghĩa là mình tới mình chia sẻ cho khách hàng, mình cho thêm khách hàng thông tin. Nhưng mà không phải là theo cái ba game này nha, mà là sẽ linh hoạt theo cái thời gian của khách hàng chấp nhận mình được chia sẻ. Vậy thì đôi khi có những người khách hàng nói ví dụ như mình bán xong cái ngày mai mình muốn chăm là ngày đầu tiên đúng không, ngày đầu tiên muốn mình chăm thì ngày mai mình muốn chăm, thì khách hàng nói là ngày mai cô bận à, thôi ngày mốt đi, có gì ngày mốt con ghé đi. Vậy thì sau 2 ngày mình chăm cũng được luôn. Rồi 4 ngày sau khi mà chăm sóc lần đầu tiên á, là 4 ngày sau mình chia sẻ. Thì 4 ngày sau mình đến thì mình cũng hẹn trước khách hàng nha. Nó là khoảng 4 ngày nữa con tới nha cô. Vậy thì khi mình hẹn khách hàng thì đâu đó khách hàng họ sẽ đồng ý cho mình chăm, nhưng cái thời gian nó sẽ linh hoạt chứ không phải đúng theo cái ba rem này. Cái ba rem á đào tạo 1, 4, 7, 14, 24, 28 là để cho mình có một cái khuôn mẫu để mình đào tạo mỗi ngày thôi. Còn chăm sóc thì nó sẽ phụ thuộc vào cái thời gian mà khách hàng cho mình chăm sóc. Vậy thì những thông tin gì mà em chia sẻ mỗi lần em gặp khách hàng, cả nhà ghi chú à, những thông tin mà mỗi lần mình gặp khách hàng thì mình sẽ chia sẻ những thông tin gì? Một là mình sẽ dành khoảng 1 đến 2 phút để nói về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Hai là mình dành 1 đến 2 phút về mình nói về thành phần của sản phẩm, một trong những thành phần của sản phẩm thôi. Mình chia sẻ lại cho khách hàng một trong những thành phần để nhắc nhớ cho khách hàng những thành phần này nó mang lại cái công dụng gì cho sức khỏe của khách hàng. Bước thứ ba là mình dành trọn khoảng thời gian mình ngồi với khách hàng, mình sẽ chia sẻ hết kết quả sản phẩm. Mình chia sẻ thật nhiều những kết quả sản phẩm mỗi lần gặp khách hàng. Mỗi lần gặp khách hàng có thể mình chia sẻ khoảng 3 kết quả, 5 kết quả về sản phẩm. Nhưng mà mình phải có những hình ảnh, mình đưa những hình ảnh hoặc những video về kết quả sản phẩm cho khách hàng xem. Thì kết quả sản phẩm là cái mà mình nói nhiều cho khách hàng. Vậy thì hồi nãy có một chị nói là họ khi mà đang sử dụng sản phẩm và đột nhiên họ không sử dụng nữa, thì cái cách mà mình giúp cho họ sử dụng lại đó chính là mình đến và mình kể về kết quả sản phẩm cho khách hàng này nghe, tới chia sẻ kết quả, tới kể về kết quả sản phẩm mà mình đã từng nghe hoặc là mình đã gặp ở đâu đó, thì cứ nói tiếp tục chia sẻ kết quả. Và nhắc lại nha, khách hàng dùng hay chưa dùng cũng vẫn tới kể về kết quả sản phẩm, hoặc là khách hàng đang dùng cũng tới kể về kết quả sản phẩm. Rồi khách hàng mà họ dùng rồi mà không biết vì lý do nào đó mà họ ngưng thì mình cũng tới mình kể tiếp tục về kết quả sản phẩm. Thì mình cứ kiên trì kể về kết quả sản phẩm thì khách hàng họ sẽ đưa ra quyết định sử dụng lại thôi. Còn
Thực ra thì nói về kiến thức về dinh dưỡng, rồi kiến thức về liên quan tới việc chăm sóc sức khỏe này nọ thì thực sự chúng em không giỏi. Nhưng mà chúng em giỏi một cái, đó chính là kể chuyện, kể về những kết quả sản phẩm, kể về những trải nghiệm đã sử dụng sản phẩm như thế nào. Thì đó là cái cách mà chúng em bán được hàng, và cách mà chúng em giúp khách hàng uống một lần và uống hoài luôn. Em kinh doanh sản phẩm được hơn 6 năm rồi. Và có những người khách hàng á, là họ đã dùng sản phẩm 6 năm tới bây giờ không bỏ ngày nào. 6 năm tới giờ không bỏ ngày nào. Và gia đình của em, gia đình của chúng em cũng đang sử dụng sản phẩm 6 năm rồi và không bỏ ngày nào. Và chủ tịch cũng vậy. Chủ tịch phát triển sản phẩm từ năm 1984 là có sản phẩm này rồi. Và chủ tịch sử dụng sản phẩm tới bây giờ để bảo vệ sức khỏe. Và hơn 80 tuổi rồi. Chủ tịch đã 80 tuổi rồi nhưng mà rất là khỏe mạnh luôn. Vậy thì mình sẽ chia sẻ cái kết quả sản phẩm những người đã sử dụng hàng chục năm rồi, những người đã sử dụng vài chục năm rồi. Vậy không chỉ là một người mà hàng ngàn người đã sử dụng, hàng triệu người đã sử dụng sản phẩm ha, trên thế giới. Vậy thì đó là cái một số những gợi ý nhỏ mà em chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà mình đã tham dự chương trình chia sẻ buổi sáng hàng ngày. Và cái video này có thể là em sẽ lưu lại cái buổi chia sẻ ngày hôm nay để em gửi lên cái phòng học thể dục 5:30 học tập cùng nhau trên Facebook cũng như trên Zalo. Các anh chị mình cảm thấy cái bài này hữu ích thì mình có thể nhắn tin trên Facebook, hoặc là mình có thể đưa cho tuyến dưới mình, gửi cho tuyến dưới mình cái video này để tuyến dưới mình có thể xem lại ha. Rồi, bây giờ em sẽ mở mic, các anh chị mình học được điều gì ngày hôm nay? Thì mình sẽ chia sẻ một cái cảm nhận thôi nha. Mình đã học được điều gì ngày hôm nay? Còn nếu như anh chị muốn đặt câu hỏi nào đó, thì mình có thể lên Facebook cái phòng 5:30 học tập cùng nhau. Mình sẽ đặt câu hỏi trong đó nha. Còn bây giờ thì mình sẽ hết giờ nên mình không có đủ thời gian để đặt câu hỏi. Nên các anh chị mình học được điều gì ngày hôm nay? Các anh chị có thể chia sẻ và để giúp cho nhiều anh chị khác mình có thể ngộ ra bài học. Em sẽ mở micro ha. Rồi xin mời anh chị mở tiếng nha. Anh chị mở, anh chị chia sẻ mình đã học em này. Em nha. Dạ rồi. Vâng. Lời đầu tiên cho em xin phép gửi lời chào và chúc đến cả nhà mình có một cái buổi sáng thật là nhiều năng lượng, và cũng cảm ơn chị Thảo có một cái bài chia sẻ rất là hay. Thì qua cái bài học của chị Thảo ngày hôm nay thì cũng thấy là bản thân em ấy, thì em thấy là mình còn thiếu sót rất là nhiều. Và thứ nhất là về cái kiến thức chăm sóc khách hàng, và thứ hai là cái dịch vụ sẽ phải mình chưa tốt nên khách hàng cứ bị lợi dụng nhiều. Mặc dù là cái doanh số mình ra khách hàng ra rất là nhiều, nhưng đã khách hàng giữ với mình ở lại rất là ít, bởi vì là cái mình chăm sóc cũng chưa đến nơi đến chốn. Thế thì qua cái bài học này là cũng rất là cảm ơn chị, thì cũng giúp cho em rất là nhiều để mình có cái để cho khách hàng ở lại với mình nhiều hơn. Em xin là cảm ơn nhà mình và chúc cả nhà mình là nhanh thành công ạ. Và em xin cảm ơn chị Thảo ạ. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà ngày mới năng lượng nha. Xin phép tiếng nhà văn. Rồi bây giờ thêm một người nữa đi chia sẻ điều mình học được ngày hôm nay là điều gì. Đi học. À, mình học được điều gì ngày hôm nay, xin mời. Em xin một chút ạ. Dạ. Và rất là cảm ơn thủ lĩnh Thiện Thảo và xin chào mọi người. Thì qua bài học hồi hôm nay thì em đã trả lời được cho chính bản thân mình cũng như là tuyến dưới của mình. Câu hỏi là làm sao để mà mình chia sẻ thông tin, đưa thông tin để bán được hàng, và cũng làm sao để mình chăm sóc khách hàng để mình có khách hàng tái tiêu dùng ạ. Và bài học hôm nay em rút ra được những cái kinh nghiệm cho bản thân. Nếu như mà mình hỏng một cái phần nào thì mình học lại về bán hàng, về chăm sóc khách hàng. Và chưa bán được hàng, đơn giản là mình chưa cho đúng cách, chưa biết cách cho thông tin ạ. Nhưng mà em sẽ hỏi chị Thảo thêm vài câu nữa, nhưng mà trong buổi thời lượng này có ít thì em sẽ hỏi sau ạ. Và rất là cảm ơn thủ lĩnh ạ. Xin chào cả nhà. Dạ, có gì chị hỏi trên Facebook ha. Trên Facebook vâng, mình sẽ hỏi cái đó rồi. Nhiều anh chị sẽ tương tác ở trên cái phòng Facebook đó, rồi họ sẽ cùng nhau trả lời. Các anh chị em sẽ cùng nhau trả lời để giúp cho câu hỏi của mình, câu trả lời của câu hỏi của mình được nhiều kinh nghiệm hơn. Có nghĩa là mình đặt câu hỏi
Nhưng mà nhiều anh chị trả lời thì mình sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để mình làm thị trường. Vậy mình cứ lên cái phòng Facebook 5:30 học tập cùng nhau để mình đặt câu hỏi trên đó, thì nhiều anh chị sẽ vào tương tác và sẽ trả lời giúp mình ha. Rồi, cảm ơn cả nhà mình. Cảm ơn Thủ Linh ạ. Và em chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình ngày hôm nay. Bye bye. Cảm ơn Thủ Linh Ngọc Thảo rất nhiều. Dạ. Bye bye cả nhà mình. Cảm ơn. Cảm ơn. Chào cả nhà. Em cảm ơn. Cảm ơn. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Cảm ơn Thủ Linh Tiền Thảo rất nhiều. Xin chào nha. Xin chào rất là nhiều luôn. Xin chào cả nhà. Chào. Chào cả nhà. Xin chào tất cả mọi người. Chào nhà mình. Chào nhà mình ngày mới. Xin chào cả nhà nha.